Chào quý vị đang đến với chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vừa qua chương trình hộp thư truyền hình nhận được một lá thư khá đặc biệt của một khán giả nữ xin được giấu tên. Thư trình bày hai vợ chồng chị ly hôn, chị được tòa án xử giao quyền nuôi con và chồng chị được quyền thăm non. Chị không yêu cầu chồng cũ chu cấp. Tuy nhiên sau khi tòa tuyên án, phía gia đình nhà chồng không giao con cho chị. Chị cầu cứu ngành chức năng, cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ chị trong việc đòi lại quyền nuôi con của mình. Chị đã gửi đơn yêu cầu thi hành án lên cơ quan thi hành án. Tại buổi làm việc ngày 17 tháng 8 năm 2020, hai bên thống nhất, con sẽ ở với chị từ thứ Hai đến thứ Năm. Tối thứ Năm đến Chủ nhật, chồng cũ chị sẽ đón về nhà nội. Ngày 24 tháng 8 năm 2020, chồng cũ chị đã bàn giao con cho chị. Đến ngày 27 tháng 8 năm 2020, tức là thứ Năm, theo như thỏa thuận, chị giao con cho chồng cũ chị đưa về nhà nội. Nhưng sau khi đưa con về, thì gia đình chồng cũ của chị không giao con lại cho chị. Vụ việc kéo dài từ đó cho đến nay. Chị đã đi đến nhiều cơ quan có thẩm quyền nhờ can thiệp giúp đỡ, nhưng chưa được. Sau khi tìm hiểu vụ việc tại nhiều cơ quan chức năng, phóng viên chương trình đã nhờ sự tư vấn của luật sư Đặng Thành Trí, công ty luật Đặng Thành, thành phố Vũng Tàu. Theo luật sư Trí, sau khi tòa án đã tuyên án và cơ quan thi hành án tiến hành thi hành án theo đúng bản án, thì hai cơ quan này hoàn toàn không còn trách nhiệm trong vấn đề tranh chấp con cái giữa người vợ và người chồng nữa. Đối với trường hợp này, hành vi của người chồng cũ đang có dấu hiệu bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, quy định tại Điều 157 Bộ Luật Hình Sự. Vì vậy, người vợ có quyền gửi đơn đến cơ quan công an về hành vi không giao con của người chồng. Theo nội dung trình bày của người vợ, thì hành vi của người chồng đã có dấu hiệu của tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Theo đó, thì người nào có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc là thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc là giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi thì sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Do vậy, trong trường hợp này, thì người vợ nên làm đơn gửi ra cơ quan công an có thẩm quyền để được xem xét giải quyết giúp đỡ. Cũng theo luật sư Trí, căn cứ theo nơi cư trú của vợ chồng, chị ghi trong thư, chị có thể gửi đơn tố giác đến công an thành phố Bà Rịa để được xem xét. Theo tìm hiểu riêng của phóng viên, vừa qua người chồng đã đính hôn với một người phụ nữ khác. Hy vọng vụ việc của người mẹ được cơ quan chức năng sớm xem xét giải quyết, tránh ảnh hưởng đến đứa con cũng như cuộc sống của những người liên quan.